đi đâu lần này ra phải ăn đàn bạc hà đẹp luôn. Đàn cho con bắc hà lông này thì lông là gọi là cực kỳ dày luôn. Đây đây là ông được bắc hà đây, cũng nhiều người quan tâm, hôm nay mới quay. Giờ thì lông bầm dậy dài lắm rồi, lông bầm dài rồi. À, nhìn lông bầm chân này, đực là 20 tháng đấy, coi như gần 2 tuổi. Hôm nay thì nhìn cái đuôi của nó là nó đã bông đuôi rồi. Đây. Một con đực là con bò sữa và ba con cái. Đâu cần thiết phải đứng gần như thế này, đứng xa xa ra tí chứ. Đấy. Đây hôm nay thì nhìn được cái chúng nó mở mắt rồi, nhìn được cái đuôi của chúng nó rồi, đuôi nó rất là to, lông bông rất là to. Trong đàn này thì có một con là cái đuôi nó ngắn hơn này. Đây. Là con màu như con cô ghi này. Đấy, thằng này nó lại che mất con kia rồi. Đây. Đó đấy, đấy, đấy. Đây, đuôi ngắn hơn. Còn lại là ba con đuôi đẹp. Đàn này nó đẻ 5 con nhưng mà lót ổ mất một con. Năm con có một con là đuôi nó lưng lửng này, còn bốn con thì đuôi dài. Đây, đuôi như này, đuôi này là đuôi bắc hà chuẩn 100% luôn. Đó là lý do tại sao mà con mẹ thì nó là đuôi nó lưng lửng nhưng mà lại cho nó ghép với con bắc hà là vì như thế, vì cái mặt của con mẹ này là mặt con bắc hà, cái kiểu đuôi nó cũng thành như thế kìa, đuôi lửng này, nhưng lửng này là nó giống này. Đây là có con đuôi ngắn này, nhưng con này đuôi dài hơn con mẹ một tí. Đó còn mấy cái con của nó, nhìn cái đuôi này, chó ở trên bản này nó thế. Trong một con chó là nó có pha máu, như con này là cái máu bắc hà trong người nó nhiều. Qua cái đàn chó đầu tiên thì biết được là con này là cái con mà nó cái máu bắc hà trong người nó rất là nhiều từ cái khuôn mặt, rồi cái khuôn mặt, cái kiểu tai, đến cả cái kiểu đuôi nữa, dù là đuôi nó lửng đó nhưng đuôi nó bông nhỉ. Con của nó thì lông thì thôi rồi. Đây, để quay cho con của nó. Đuôi này. Đó. Đuôi nó to như là cái chân của nó luôn. Mặt à. Đây. Đó. Một con. Con lấy con ngắn này đi. Con đuôi ngắn này. Con đuôi ngắn này, nhưng đuôi nó vẫn rất là to. À. Cái lông đuôi, cái lông của nó dày ấy. Nhìn cái đuôi nó to. À, mặt đẹp thôi rồi luôn, quá đẹp. Sợ này chờ độ khoảng một tháng nữa nhìn chúng nó thôi, không bú nữa, chờ tí đi, ra đây quay video tí nào. Đây thằng này là thằng đực đây, nhìn đuôi à. Đó thằng này là bốn chân trắng, bỏ sữa đây. Hai chân trước trắng hết, hai chân sau thằng này lông đẹp luôn. À. Đó.
có một cái đường trắng kẻ ở giữa mặt luôn, giữa mặt, và cái vệt trắng ở cái mặt của nó cũng khá là cân. Trên người thì hai chân trước thì trắng này, vai này, đó, vai này, đó, còn hai chân sau thì chấm trắng và đầu đuôi cũng chấm trắng luôn. Cái này là hơi đẹp đấy. À, lông thì dày, siêu dày luôn. Chó bé lông gần một đốt tay rồi. Đó. Ok, còn thằng nào nó còn thằng này. Còn thằng này, đuôi nó đều rất là to. Đấy. Đuôi của chúng nó đều rất là to, lông dày. Lông đuôi nó dày, đuôi nó to. Đó. Mặt mũi đây. Đó. Thằng này cũng tứ túc mai hoa, bốn chân chấm trắng này. À. Cũng bốn chân chấm trắng. Đầu đuôi đầu đuôi có một tí đầu đuôi trắng này. À. Bốn chân chấm trắng, đầu đuôi trắng. Tí tẹo. Thằng này thì người thì không có trắng, thằng này lớn lên là nó sẽ ra màu vàng. Hai thằng này sẽ ra màu vàng. Thằng này thì đây thì bò sữa rồi. Thằng này cái mảng trắng của nó là đẹp đấy. À, đuôi trắng này, chân trắng này, chân sau đuôi này, vai cổ này, mặt vệt trắng cân này, cân ở giữa mũi này, và có cái đường kẻ ở giữa mặt. Đó. Sờ. Quay mông lại đây để nhìn mấy cái đuôi xem nào. À, làm thế, ok, làm yên đấy. Đó. Sờ. Quay mặt ra đây. Giờ quay mặt ra đây. Giống nhau. Mặt mũi của chúng nó là rất là giống nhau. À, đẹp luôn. Bắt xuống. Bọn này nó mới dậy lại. Đến cái tầm này mà không cho nó một tịnh xuống là nó kêu cho ăn. Cho nó lên. Chúng 3 giờ, 3 giờ 3 rưỡi chúng ra nữa. Nhá. Xong xong rồi. Cháu bắt cái này vào cái chuông của nó, cài cái chốt lại. Bắt xong vào. Ok, đó. Cài chốt. Cái con mẹ ở ngoài. Thôi được rồi, bọn này cho luôn vào đi. Cho nó bây giờ vào xong rồi. Đàn này là xong rồi. Thế là ok, quay thế thôi là đủ rồi. Để nhìn thấy được cái con chó. Rồi ok, thì lại thả con mẹ ra kệ. Cho mẹ ở ngoài. Ừ. Con này ưu tiên mà kệ. Thích già, thích đi. Thế thì chó nó bú, à cũng lấy ra. Đi ra. Nó bú rồi chứ cần gì. Nó bú rồi. Thế một thì... ngày bọn này nó chỉ 4 bữa thôi mà. Tầm này giờ đi chỉ 4 bữa. Rồi, đi thêm nhiều đâu.